Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, cách đây gần 50 năm, siêu bão Nina đổ bộ đã gây ra sự cố vỡ đập Bản Kiều. Đây là sự cố vỡ đập tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc và cũng là một trong số những vụ vỡ đập lớn nhất thế giới. Được xây dựng vào năm 1952 trên sông Hoài Nam thuộc tỉnh Hà Nam, đập Bản Kiều chính là một trong những thủy điện tầm cỡ quy mô lớn đầu tiên của quốc gia này. Theo số liệu của chính quyền tỉnh Hà Nam, có gần 86.000 người đã chết trong thảm họa trên, tính luôn cả những người không phải cư dân bản địa, con số đã lên tới khoảng 100.000 người. Công trình thủy điện Bản Kiều được xây dựng trên sông Hoài Nam, tỉnh Hà Nam là một trong những thủy điện quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến dịch khai thác thủy điện trên sông Hoài, con sông lớn thứ ba ở Trung Quốc sau sông Dương Tử và Hoàng Hà, cùng các nhánh của sông Hoài sau những trận lũ lụt nghiêm trọng của các năm trước đó. Theo International Rivers, ngay sau khi đập bản kiều hoàn thành vào năm 1952, đã xuất hiện các vết nứt vỡ. Do đó, giai đoạn 1955-1956, cấu trúc này được cải tạo lại, đưa bản kiều thành con đập thép bất khả chiến bại. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 8 năm 1975, một cơn bão va với một phong lạnh, rìa phía trước của khối khí lạnh và khô hơn, đang chuyển động và thay thế dần cho khối khí nóng hơn phía trước nó ở Hà Nam và gây mưa lớn ở khu vực trong vòng chưa đầy 24 giờ sau. Lượng mưa lên tới 106 cm vào ngày hôm đó đã vượt quá giới hạn 30 cm hàng ngày mà các nhà thiết kế đập bản kiều dự tính. Các nhân chứng kể lại rằng, lượng mưa lớn tới nỗi xác những con chim bị mưa lớn tạt chết giải rác trong khu vực. Gần 10 tỷ mét khối nước tạo ra những con sóng cao 10 m quét qua toàn bộ vùng chú mã điếm chỉ trong vòng vài giờ. Hơn 4 triệu người ở 30 huyện bị nước lũ bao vây, 5 triệu ngôi nhà bị cuốn trôi giao thông gián đoạn suốt 16 ngày. Trong nỗ lực giảm thiểu lũ lụt ở Hạ Lưu vốn đã rất nghiêm trọng, đập bản Kiều được lệnh không mở hết các cửa xả lũ ngay từ khi cơn bão bắt đầu. Đường dây liên lạc bị ngắt khiến các nhà điều hành cũng không biết được tình hình bên ngoài khu vực đang diễn tiến ra sao. Và lúc các cửa xả lũ được mở hoàn toàn thì đã quá muộn, nước lên nhanh hơn mực nước có thể xả ra. Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt 12 cửa xả lũ ở đập bản Kiều khi thiết kế. Tuy nhiên, chỉ có 5 cửa xả lũ được xây dựng và những cửa xả lũ này đã bị chặn một phần bởi phù sa tích tụ khi bão ập tới. Cũng theo International Rivers, khi đập bản kiều vỡ, con nước với vận tốc lên tới 50 km h ào về phía thùng lũng bên dưới, cuốn đi 62 đập khác như hiệu ứng domino. Trong vài phút, toàn bộ các làng mạc với hàng nghìn cư dân bị nhấn chìm. Trong một bộ phim tài liệu năm 2010 của đài truyền hình Trung Quốc CCTV, một người sống sót nhớ lại khoảnh khắc bàng hoàng này. Tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ trôi nổi trong nước. Những tiếng la hét và tiếng khóc vang vẳng bên tai. Đột nhiên, tất cả những âm thanh đó ngắt lặng. Tôi chìm trong sự im lặng chết chóc. Theo News China, chính phủ Trung Quốc đến nay vẫn chưa xác nhận số thương vong. Dòng chữ khắc trên bia tưởng niệm tại khu vực đập Bản Kiều năm 1987 viết mơ hồ rằng trận lũ đã nuốt hàng nghìn sinh mệnh. Theo số liệu của chính quyền tỉnh Hà Nam, hồi cuối tháng 8 năm 1975, khoảng 85.600 người đã chết trong thảm họa trên tính luôn cả những người không phải cư dân bản địa, con số khoảng 100.000 người. Trong khi đó, vào ngày 28 tháng 5 năm 2005, kênh Discovery của Mỹ đã phát một chương trình đặc biệt có tên Top 10 thảm họa do lỗi kỹ thuật của con người trong lịch sử thế giới. Trong đó, sự cố 758 ở Trung Quốc được coi là thảm họa nhân tạo khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới. Nó còn đáng sợ hơn cả vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986 hay thảm họa Bhopal ở Ấn Độ năm 1984. Trước đó vào năm 1994, chủ nhiệm ủy ban lưu vực sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kiêm phó chủ nhiệm ủy ban thiết kế xây dựng đập Tam Hiệp Trường Giang của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Ngụy Đình Tranh đã được hỏi về vụ vỡ đập ở Hà Nam, Trung Quốc năm 1975 tại một hội thảo về hồ chứa nước ở Malaysia. Ông Ngụy cho rằng không thể nhớ cụ thể về số lượng người Trung Quốc thiệt mạng trong vụ việc này, nhưng nó sẽ không vượt quá 10.000 người. Lý do của ông đưa ra là nếu số người thiệt mạng vì sự cố vỡ đập này vượt quá 10.000 người Báo chí quốc tế chắc chắn sẽ có báo cáo. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng con số tử vong vượt qua nhiều so với 10.000 người mà ông Ngụy đưa ra. Đầu tháng 8 năm 1975, cơn mưa lớn xảy ra ở khu vực chú mã Điếm, ở phía Nam tỉnh Hà Nam, làm cho hai hồ chứa lớn là hồ Bản Kiều và hồ Thạch Mạn Than cùng 58 hồ chứa nhỏ và vừa như Chúc Câu, Điền Cương đã vỡ cùng lúc. Bảy huyện gồm Tại Bình, Tây Bình, Nhữ Nam, Bình Hưng, Tân Thái, Loa Hà và Lâm Tuyền chìm trong biển nước. Tổng cộng có 29 huyện thị bị ảnh hưởng, liên quan đến 12 triệu người, phá hủy hơn 6,8 triệu ngôi nhà, hơn 100 km đường sắt Bắc Kinh Quảng Châu, làm tuyến đường sắt này gián đoạn trong 18 ngày, ảnh hưởng đến giao thông bình thường trong 48 ngày và thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Nhưng cho đến nay, chính phủ Trung Quốc chưa công bố báo cáo điều tra, phân tích toàn diện sự cố này. Một số hãng truyền thông Trung Quốc cho biết, năm 1979, Ủy ban sông Hoài của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã lập một báo cáo điều tra về sự cố vỡ đập 758, nhưng báo cáo này không được công bố và vẫn được coi là một tài liệu mật cho đến nay. Sau đó, năm 1982, ông Đặng Tiểu Bình phê duyệt khởi động dự án xây dựng đập Tam Hiệp. Khi đó, nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ do bị ám ảnh bởi sự cố 758. Bộ Thủy lợi Trung Quốc chỉ công bố số người chết vì vỡ đập tại hồ chứa Bản Kiều là 26.000 người và sau đó, một số nhà môi trường học của Trung Quốc đã tiến hành khảo sát thu thập bằng chứng để đưa ra thống kê cụ thể về thiệt hại của Trung Quốc trong sự cố 758. Theo tiết lộ của các quan chức thuộc Ủy ban Chính hiệp Trung Quốc, Kiều Bồi Tân, Tôn Việt Kỳ, Lâm Hoa, Thiên Gia Cầu, con số thiệt mạng lên đến hơn 230.000 người. Đập bản Kiều với chiều cao 24,5 mét được xây dựng vào năm 1951 nhằm chế ngự sông Hoài, vốn chảy qua Hà Nam. Ngoài ra, 100 con đập được xây mới tại địa phận thành phố Chú Mã Điếm trong giai đoạn từ năm 1956 năm 1957. Tuy nhiên, theo cựu kỹ sư trưởng của Sở Tài nguyên nước Hà Nam, Trần Hưng, nhiều đập được xây dựng dưới tiêu chuẩn thiết kế ngăn lũ vì chính phủ xem trọng khả năng tích nước hơn tháo nước. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Trần cho biết, chính quyền địa phương liên tục giảm số lỗ thông trên các cửa xả nhằm tăng khả năng dung tích hồ chứa. Riêng với bản Kiều, theo nhân dân Nhật báo, số cửa xả theo tính toán ban đầu là 12, sau bị rút xuống còn 5. Chưa hết, Đập được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn tần suất lũ 1.000 năm một lần, tương ứng lượng mưa 300mm một ngày. Tuy nhiên, thực tế thì trận lũ với tần suất 2.000 năm một lần đã xảy ra. Vì thế, đập bản kiều khi đó phải hướng đến 697 tỷ mét khối nước, trong khi năng lực được thiết kế chỉ là 492 tỷ mét khối nước. Năm 2010, The Southern Metropolis Weekly dẫn lời ông Hoàng Minh Xuyên, người giữ chức trưởng trạm thủy văn tại Bản Kiều hồi xảy ra thảm họa, cho biết dù mở hết cửa xả kịp thời thì cũng không tiêu thoát hết nước. Thế nhưng trong thực tế, việc truyền tin thông báo lũ đã gặp trục trặc nên cảnh báo không kịp thời. Ngoài ra, tờ Nhân dân Nhật Báo dẫn lời ông Lê Tắc Xuân thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc tuyên bố vấn đề của thảm họa Bản Kiều không nằm ở chỗ dự báo thời tiết như đã nói ở trên. Chính quyền còn thiếu cả hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch sơ tán hiệu quả. Vì thế, khi trận đại hồng thủy ập đến, hậu quả quá thảm khốc. Thưa quý vị, thảm họa vỡ đập bàn kiều là thảm họa nhân đạo khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nó cũng là bài học sâu sắc để Trung Quốc tiếp thu kinh nghiệm và sửa chữa khi bắt tay vào xây dựng đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới ở tỉnh Hồ Bắc, chắn ngang sông Dương Tử. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!